Tuần trước Trang có nhận được câu hỏi của các bạn là làm như thế nào để có thể nói tốt hơn, nói trôi chảy hơn và nói hay hơn. Ok, vậy thì ngày hôm nay Trang sẽ chia sẻ những bí quyết của Trang cho các bạn. Và chào đón các bạn đã cùng quay trở lại với chuyên mục Growth của The Red Dot. Điều đầu tiên Trang muốn khẳng định đó là việc nói tốt không phải tự nhiên sinh ra mà có, mà đó là một cái quá trình rèn luyện miệt mài. Trang cũng thế, Trang đã từng có rất nhiều lần nói hớ, nói dở hơi, nói lan man, nói dài, nói nhanh, nói vớ vẩn. Thậm chí trong những cái video đầu tiên của Trang trên kênh YouTube này, nếu như các bạn xem lại á, các bạn cũng sẽ thấy là có những lần Trang nói rất lan man, nói rất lung tung và kéo mãi nó mới quay trở về được cái ý của mình. Và có lần khi mà đang quay, Trang đã phải dừng lại để tự chấn chỉnh bản thân về việc không hiểu mình đang nói cái gì. Nhưng mà dần dần qua thời gian ấy, việc nói nó sẽ tốt lên. Thế nhưng mà đều phải có cách để mình rèn luyện. Thế nên là trong video ngày hôm nay á, Trang sẽ không nói những thứ chung chung mà Trang sẽ nói chính xác cho các bạn là Trang đã rèn luyện kỹ năng nói như thế nào, một cách có chiến lược để cho các bạn cũng có một chiến lược tương tự nếu các bạn thấy mình đang nói chưa đủ tốt nhé. Điều đầu tiên mà Trang nghĩ các bạn cần làm để rèn luyện được kỹ năng nói tốt hơn ý, đó chính là rèn luyện cho mình một tư duy logic. Tư duy logic ở trong việc nói nó quan trọng lắm các bạn ạ. Bởi vì nếu như mà không logic thì người khác không hiểu bạn đang nói gì. Đấy chính là lý do vì sao mà các bạn sẽ thấy có những người nói lan man, nói rất là dài, nói vòng vo nhưng mà không đi vào ý chính. Hoặc là giải thích một hồi xong người khác nghe vẫn không hiểu bạn nói gì. Bởi vì chính họ đang không tư duy được một cách logic ở trong đầu của mình. Việc sắp xếp các ý A, B, C ra làm sao, bố cục của nó như thế nào cho hiệu quả. Để minh họa cho việc tư duy logic như thế nào thì chúng ta hãy quay trở về từ thời cấp 2, cấp 3 khi mà chúng ta phải viết những bài văn nghị luận. Bố cục của một bài văn nghị luận sẽ bao gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Cái này thì nói cái gì cũng cần rồi, làm video cũng cần, chia sẻ cái gì cũng cần hết. Nhưng mà riêng cái thân bài á, mình hãy để ý tới cái cách triển khai. Nó bao gồm, đầu tiên chúng ta phải bắt đầu với một ý tưởng. Ý tưởng của mình muốn nói là cái gì ở trong bài văn nghị luận đó. Tiếp theo, mình phải sử dụng những cái luận điểm để mà mình triển khai ý tưởng của bản thân. Và thứ ba là mình dùng những luận cứ, tức là những cái dẫn chứng, những cái lý lẽ, ví dụ minh họa để mình chứng minh rằng những ý mình nói là có ý nghĩa và thuyết phục được người khác. Trang lấy một ví dụ đơn giản nhé. Ý tưởng của mình là ngày hôm nay mình sẽ nói về chuyện thời tiết đi. Thời tiết ngày hôm nay nói cái gì bây giờ nhỉ? Ok. Vậy thì mình sẽ nói tới một câu chuyện là thời tiết và tâm trạng. Luận điểm mà Trang đưa ra ở đây đó chính là thời tiết thì có ảnh hưởng đến tâm trạng. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chứng minh được cái này? Chúng ta sẽ sử dụng những cái luận cứ, có nghĩa là dẫn chứng lý lẽ để chứng minh cho cái luận điểm mà mình vừa đưa ra. Luận cứ mà Trang đưa ra đó chính là khi mà thời tiết thay đổi ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Ví dụ như là trái gió trở trời thì mình bị đau đầu, đau cổ, đau vai gáy, đau chân, đau khớp. Và chính những cái cơn đau đấy nó khiến cho mình vô cùng mệt mỏi. Và bởi vì mệt mỏi thì rõ ràng là tâm trạng của mình không thể nào mà vui được. Khi mà thể chất của mình không khỏe thì tâm trạng của mình làm sao mà vui được, đúng không nào? Vì thế cho nên khoa học đã chứng minh rằng là thời tiết thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng nếu như mà một người không có tư duy logic thì họ có thể triển khai cái ý này nó rất là lan man. Ví dụ như là, đề bài đưa ra, em hãy chứng minh thời tiết có ảnh hưởng đến tâm trạng. Thì cái bạn đó, bạn sẽ bắt đầu không biết là phải sắp xếp ý ra sao. Ngày hôm nay khi mà em đi ra đường thì trời đổ cơn mưa. Buổi trưa thì trời lại hửng nắng, còn buổi chiều về thì trời lại có dông. Công việc khiến cho em thực sự vô cùng mệt mỏi. Ủa gì vậy? Đây là một kiểu triển khai nó rất là không logic. Bởi vì khi muốn nói đến ý thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng thì bạn có nói đến thời tiết sáng, trưa, chiều. Nhưng mà cái thứ khiến cho bạn mệt mỏi lại là công việc chứ không phải là thời tiết. Vậy thì có gì liên quan giữa thời tiết và tâm trạng ở đây, đúng không nào? Nếu như mà thiếu đi cái logic này thì người đọc, người ta sẽ không hiểu bạn đang muốn nói đến ý gì. Mặc dù có thể khi nói bạn rất là thơ, bạn rất là văn, bạn nói những cái hình tượng rất là hay, nhưng mà cuối cùng kết luận lại là nó vẫn không hiểu. Vì thế cho nên tư duy logic là một thứ mà chúng ta cần phải rèn luyện. Cùng lúc đó cũng phải nói rằng tư duy logic nó cũng có nhiều yếu tố để tác động. Có những người bình thường nếu mà không có ai tác động đến họ, ảnh hưởng đến họ ấy, thì họ cực kỳ logic. Thế nhưng nếu như đứng trước đám đông, trước máy quay, vì cái áp lực về cảm xúc hoặc là vì có nhiều người nhìn mình thì cái tư duy của mình nó bị hạn chế hẳn lại và mình bị ảnh hưởng tới những thứ xung quanh. Nên là để có thể có được một tư duy logic khi nói thì ngoài việc bình thường mình phải rèn luyện tư duy này, còn phải rèn luyện cái bản lĩnh của mình trước đám đông. Có nghĩa là dù đời có tác động đến mình như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn có thể giữ được một cái tâm tĩnh lặng. Và khi có được một cái tâm tĩnh lặng thì lý trí của mình sẽ phát huy tốt hơn và tư duy của mình cũng sẽ phát huy tốt hơn. Thì Trang có một cái may mắn hơn những người khác là Trang đã được rèn luyện cái bản lĩnh sân khấu này từ 10, 12, 13 năm về trước khi mà Trang bắt đầu làm truyền hình. Còn với những cái bạn mà bị hồi hộp, mất đi lý trí, khiến cho mình nói lan man, hoặc là khi mà mình nói chuyện với người khác mình bị áp lực ấy, thì cái này mình bắt buộc mình phải rèn luyện thôi. Trang đã rèn luyện mất 10 năm mà. Còn các bạn thì các bạn có thể rèn luyện bằng cách là trong một thời gian ngắn nhưng mà mình làm nhiều lên, thì cái này Trang sẽ chia sẻ ở phần sau nữa nhé. Vậy yếu tố thứ hai để rèn luyện được tư duy logic trong quá trình nói thì phải làm như thế nào?
Không ai mà ngay lập tức có thể vừa nói vừa tư duy, tức là nhảy số nhanh khủng khiếp được. Tất nhiên cũng sẽ có một nhóm người là bản năng của họ, họ có cái khả năng về ngôn ngữ rất là tốt. Nhưng mà có khả năng ngôn ngữ tốt cũng chưa chắc là đã có khả năng logic tốt. Cho nên là để kết hợp được cả hai yếu tố này với nhau á, thì chúng ta cũng cần phải rèn luyện nha các bạn. Và cái cách mà Trang đã rèn luyện đó là Trang viết, viết dàn ý, viết chi tiết cho những gì mà mình định nói. Không phải là cứ ngồi trước máy quay rồi mình bịa ra là xong đâu. Hỏng đấy, sẽ mất rất nhiều thời gian và năng lượng để có thể quay được một cái video vừa logic, nói vừa hay mà lại hoàn hảo, nhưng lại không cần đến kịch bản chuẩn bị sẵn. Cái này thì có những người rất là cao cấp thì họ mới có thể làm được thôi. Còn chúng ta là những người mà bắt đầu beginner ấy, thì các bạn hãy giúp Trang làm một việc là lập dàn ý những thứ mà mình định nói, và sau đó nếu mà được cứ triển khai thật là chi tiết cho Trang. Trang có thể show cho các bạn. Đây, đây là những gì mà Trang đã từng chuẩn bị. Trang đã phải viết rất nhiều những cái kịch bản, và kể cả là cho video ngày hôm nay, mặc dù không cần phải viết chi tiết ra là câu chữ như thế nào nữa, nhưng mà cái dàn ý cơ bản thì mình phải có. Không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại, còn có nhiều chuẩn bị tức là mình đảm bảo nhiều hơn cho sự thành công của mình. Hãy học tập Trang viết dàn ý trước cho những gì mà mình định nói. Hai cái tips ở trên thì đã giúp cho các bạn nói trôi chảy hơn và nói dễ hiểu hơn. Còn cái tip thứ ba sẽ giúp cho các bạn nói cuốn hút hơn, đó là hãy cố gắng nói ít nhưng mà nói hay, còn hơn là nói nhiều, nói dai nhưng mà lại chán. Làm như thế nào để mình có thể nói ít mà nói hay? Cái này thì lại càng cần luyện tập hơn nữa. Nó được gọi là trình độ thứ ba rồi. Hai cái kia là hai trình độ cơ bản. Thì lên đến cái trình độ này, yêu cầu của mình là mình phải rút ngắn được những thứ mình nói xuống một cách cô đọng và xúc tích nhất có thể. Cái cách mà mình nói cô đọng, xúc tích nó sẽ đòi hỏi thời gian. Nó giống như là việc viết một bài văn dài 2.000 từ thì dễ hơn rất là nhiều so với việc viết một bài văn với những ý y hệt như vậy nhưng mà chỉ được có 800 từ mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao mà khi các bạn apply hoặc là phải viết bài luận thì nó luôn luôn có số lượng từ giới hạn cho bài luận của mình. Bởi vì như vậy á, thì vừa tiết kiệm thời gian cho người đọc mà vừa giúp cho các bạn thể hiện được những cái hay ho nhất, tinh túy nhất ở trong đó. Thử thách của chúng ta ở đây là sẽ phải lựa chọn từ ngữ làm sao cho thật là hay và thể hiện chính xác cái ý mình muốn nói, và cắt bỏ đi những thứ bị lặp lại, những thứ râu ria không cần thiết. Và đây cũng là lý do mà Trang nghĩ là có rất là nhiều biên tập viên truyền hình ý, đặc biệt là khi các bạn xem chuyên mục Điểm Tuần của VTV24, có anh Gia Nâu hoặc là anh Sơn Lâm làm những cái chương trình đó, nó rất là thú vị. Bởi vì trong một cái thời lượng ngắn, các anh ấy sẽ phải viết một cái kịch bản làm sao mà truyền tải được hết những cái ý mà mình muốn nói, có phần hài hước nhưng mà lại cực kỳ cuốn hút. Tất nhiên là để sản xuất được một cái kịch bản như vậy, một cái video như vậy, nó sẽ tốn nhiều chất xám hơn rất là nhiều. Nhưng mà như vậy thì chúng ta mới rèn luyện được bản thân tốt hơn. Cái này thì các bạn có thể làm ở phần sau. Sau khi mà mình đã rèn luyện được cái phần nói trôi chảy, nói dễ hiểu rồi, thì mình hãy nâng cấp bản thân hơn bằng cách là nói làm sao cho còn hay hơn nữa. Thì Trang nghĩ là video của các bạn hoặc là cái phần nói của các bạn á, phần chia sẻ của các bạn nó còn cuốn hút hơn, nó còn thú vị hơn rất là nhiều. Và cuối cùng đó là một thử thách dành cho các bạn. Thử thách 66 ngày làm video post lên trên một nền tảng bất kỳ. Tại sao lại là 66 ngày? Theo một nghiên cứu vào năm 2009 á, thì để hình thành một thói quen mới, nó không phải là 21 ngày nữa mà nó có thể là dài hơn rất nhiều. Và con số trung bình của một người nó phải là 66 ngày chứ không phải là 21 ngày. Tức là chia ra nó phải hơn 3 tháng cơ. Chứ còn 21 ngày thì ít quá, chưa kịp để hình thành thói quen mới đâu. Vì thế cho nên Trang thử thách các bạn, những người mà muốn rèn luyện kỹ năng nói á, trong vòng 66 ngày kể từ ngày hôm nay, các bạn hãy post một video dài 1 phút lên trên trang cá nhân của mình. Có thể là TikTok, YouTube, Facebook, cái gì cũng được. Public cho người khác xem cũng được, mà cho bản thân mình xem cũng ok. Nhưng nhiệm vụ của nó là các bạn phải lặp đi lặp lại, và ngày hôm sau các bạn phải làm tốt hơn ngày hôm trước. Hãy xem lại xem ngày hôm nay mình nói chưa tốt cái gì để ngày hôm sau mình cải thiện. Và Trang tin chắc rằng sau 66 ngày thì cái kết quả mà các bạn đạt được sẽ khiến cho các bạn bất ngờ. Trang đã áp dụng việc này với những người bạn khác của Trang và với những cái kỹ năng chuyên môn khác, và họ đều phản hồi cho Trang thấy rằng họ có những cải thiện cực kỳ đáng kể. Nhân đây thì Trang cũng muốn chia sẻ một câu chuyện truyền cảm hứng với các bạn, đó là kênh Nas Daily á, hiện tại bây giờ có rất nhiều người hâm mộ trên toàn cầu, thì cũng bắt đầu bằng việc mỗi ngày post một video dài 1 phút ở trên Facebook trong vòng 1.000 ngày, chứ không phải 66 ngày đâu nhé. Và dần dần thì nó đã như ngày hôm nay. Vì thế cho nên á, các bạn cũng vậy. Tất cả mọi thứ nó chỉ là lý thuyết và nó sẽ chỉ ở đó nếu như chúng ta không luyện tập. Việc nói trôi chảy hơn, lập một dàn ý nó có thể rất vất vả ngày ban đầu, nhưng mà khi các bạn đã bắt đầu tạo thành thói quen của mình rồi á, Trang tin đến ngày thứ 66 các bạn cũng sẽ thấy nó là một việc dễ dàng và đơn giản thôi. Nếu như các bạn đồng ý thì hãy chấp nhận thử thách bằng việc là comment ở phía bên dưới "tôi đồng ý", và sau đó hãy thử upload những video của các bạn và để những cái link của các bạn ở ngay dưới video này. Trang sẽ vào xem và Trang sẽ cho các bạn những comment cho video của các bạn nếu các bạn muốn. Còn bây giờ thì video của Trang sẽ khép lại ngày hôm nay thôi. Hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi những video tiếp theo của The Red Dot nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.